Thưa các cảnh chào cả nhà nhé. Hôm nay có vườn có 4 cây tường vi đẹp nhất thì mai lại về thành phố Hạ Long này. Này cho đi cây đó chuẩn bị tháng sau là bung hoa này. Đấy, cây này vanh gần 70 thoát 80, cây cao 5m tán 4m. Cả 4 cây nhá. Đấy, xếp để tối đi nó mát, đi đêm nó đỡ. Đây nhà vườn, chụp cái cảnh nha, chè các loại cây nha. Đây những cây bưởi to khủng này đều khách suốt hết rồi, đây chuẩn bị chuyển đây, mấy hôm nữa chuyển. Cái này dâm ủ đây trong nọc bãi hết kìa. Đây. Đây có những cây hải đường này là đang cứu đi, ốm cái hải đường mấy chục triệu. Trứng gà thì ấy là khách suốt hết rồi các bạn ạ. Mình bán cây nhanh lắm. Cứ có chút lọc để cho các cháu công an việc làm. Đấy, cây sang lại khách chốt, Thái Nguyên chốt đây. Ơi, ui đẹp quá nhỉ, được đấy, được rồi, Đấy. Đấy, cây trứng gà nhìn thấy cao nha, cây đường vi này. Đấy. Trứng gà không có kiếm được cây gì. À, cây thường vi. Cái này thoát 80, vành gốc gần 70, 67. Để đứng à? Dễ này, tôi tủa luôn này. Đúng rồi. Tôi tủa dễ các bạn nhé, đây dễ nó này. Đấy, khỏe thường đi, khỏe lắm. Thôi, làm à? Tôi vỡ bầu. Rồi nhá. Lên gỗ đá không đổ đâu luôn. Nên nó gãy cành mất chết. Chúng nó gỗ được chứ. Giờ nó kẹp được chưa? Thôi, đi. Thôi, đấy. Trúng nhá, không có đổ. Bán cả 4 cây tường vi nhá. Cây thứ nhất rồi, cây thứ hai trên 1m85 chuyển lên xe rồi. Lấy cả chậu này. Cả chậu đi này. Tường vi này. Thôi, tường vi này không đáng quảng cáo. Không, cây đấy bé lắm, không cần trọng đâu. Cây để mình chơi chứ. Đây ngọc bút này các bạn này, ngọc bút này mới là ngọc bút này. Vành gần 50 gốc, gần 50 đi. Hoa này. Đấy. Đây cái sung rắn nong các bạn, kiếm cái sung như này. Đây cảnh đây, bạn nhìn này. Vành mà chỗ bé nhất là dưới là 250 nhá. Cao 8 mét, cả bầu 9 mét. Tay cành tròn, lượn nó dáng nong. Đấy. Cái bộ đơn trắng đây. Đơn trắng này, cho các bạn nhìn này. Bộ đơn trắng này gần rồi nữa. Năm rồi. Nó chuẩn bị ghép. Các em bảo vào chọn gói 5 triệu. Ghép đỏ hết. Không biết là tính đỏ hay vàng, tính gấp đỏ. Trời. Đây, hai cái tường vi, một cây vay, cây song thụ, cái vay gần gần 70 này. Các bạn này. Cái gốc này, trong tụ này. Cái này bán cho anh rất rẻ nhé. Đấy. Bán cho khách rất rẻ này. Đấy. Cái này mình bán có 15 triệu thôi anh này. Đây này. Ai tính cây này bán bạn quanh gần 70. Rẻ chưa? Đấy. Đấy, cây cổ này. Đấy. Cây cứ vào cứ ra các bạn ạ, bán hàng là cứ bán cho dân để mua các khách, giá nó hợp lý, công làm nãi cho các cháu nó có công ăn việc làm là được. Đây, ngọc bút đây các bạn này, ngọc bút hoa kép các bạn này, không có đi lụ này,
thơm lắm. Mọc thì 7 triệu bán rồi các bạn nhé, khách thì nhưng gốc của nó này. Bẹ bonsai hết này anh chị. Hoa mọc này các bạn nhìn. Mọc thơm xịn sò nhé. Đang hoa chắc ra hoa đợt cuối. Tùng Na Hán này. Chậu tùng Na Hán này to đùng như này, cả chậu 15 triệu bạn nhé. Đây. Mỗi đơn này vanh gần này. Đang quay đó, đơn này vanh gốc cái bé nhất này là ăn chấn như là số là 40 nha bạn nhé. Cây này già cự 50 năm tuổi. Tán tay bay đẹp. Xong rồi, cây cảnh nó già răng. Đấy, rất là nhiều cây các bạn nhé. Cây công trình mình gửi trong dân nó tầm 40-50 cây nhé, các loại nhiều lắm. Nói tóm lại là ngày nay còn mua được 6 cây, 5-6 cây đang thợ đang đánh. Thôi cứ mua bán cho dân này, đấy, cứ qua đi lọc. Đấy, đôi mộc thế đi, khỏe như này bạn. Với năm nay nó mà vuông có hoa quả thì đẹp quá. Này trông bạn này, khế ơi là khế này. 100 năm tuổi bảo hành cái khế này mới sướng nhé các bạn. Cái bưởi này đi hết rồi. Bưởi ơi, tay đang bật lọc rồi. Ba cây bưởi. Đây có ba cây bưởi, một cây ngọc lan kìa, ngọc lan kìa. Nhu cầu khách rất nhiều. Đây còn chậu thường vi nhé. Này. Ôi bật hoa rồi này. Ôi hoa rồi. Hoa thường vi này. Giời ơi tiếc nhờ. Khách nhà để hết tháng 6 hôm nay. Hoa đây này. Đào cái hoa thường vi kìa. Thế thì buộc cẩn thận nhé. Thôi mấy phút rồi. Thôi đấy, chia sẻ để mình rất là nhiều trà hoa vàng các bạn nha. Vì đấy bắt đầu có hoa đây Phương à. Đấy cái đầu kìa. Đấy hoa rồi đấy. Đấy, trời nay chiều nay đóng 4 cây thường vi với để tối đi Hạ Long cho nhanh. Sáng nay ra Hạ Long về lấy cây à nhá. Trên địa bàn ai nào có những cây gì to đẹp thì cái alo gọi mình nhá. Anh nào cũng muốn mua cây gì đặt người nhá. Mình có các cháu ở các thôn các xã người ta tìm cây theo yêu cầu của khách để báo cái giá hợp lý nhất mà hai bên chấp nhận được. Đấy, người bán vui vẻ mà người mua cũng vui vẻ là ok. Mình đứng giữa nhưng mà cũng có đi lọc thì mới ok. Đấy nha. Có nhiều cây cũng phải làm hộ đấy, không phải còn cây nào cũng có lọc đâu. Còn có cây đây, còn đấy, có cây còn chết rồi này, không cẩn thận là lỗ vốn đấy, nhưng mà thôi không sao cả nhá. Chào cả nhà nhá, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá.